Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang để đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hà Giang phải tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, quyết liệt triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đúng tiến độ, chất lượng. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, Hà Giang chủ động khắc phục tình trạng thiếu sóng Internet, thiếu điện, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực dự báo, phòng, chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững rừng. Đặc biệt, Hà Giang phải giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đào tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số. Dự lễ khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang với chiều dài 105 km có tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền các cấp của tỉnh Hà Giang phải quyết tâm làm cho bằng được dự án, chuẩn bị khối lượng vật liệu cần thiết, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao nhất có thể, không tăng tổng mức đầu tư, hoàn thành dự án đúng tiến độ và cố gắng rút ngắn thời gian triển khai, đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, chăm lo đời sống, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân nhường đất cho dự án có nơi ở mới, có công việc mới bằng và tốt hơn nơi cũ, bảo đảm người dân có điều kiện sống ổn định, tốt hơn, nhất là sinh kế của người dân. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp bảo tàng tỉnh Hà Giang. Tại lễ khánh thành, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Giang bảo quản, trưng bày, giới thiệu tốt các hiện vật hiện có, đồng thời sưu tầm, bổ sung thêm các hiện vật có giá trị liên quan đến lịch sử, văn hóa của tỉnh, tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu về bảo tàng của tỉnh, nhất là trên môi trường số. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi yên nghỉ của hơn 1.870 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp tục nỗ lực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày một hùng cường, thịnh vượng, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Vào chiều tối nay 28 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra một số tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thị sát dự án đường cao tốc nối cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ với cao tốc Nội Bài Lào Cai trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, Thủ tướng kiểm tra công tác lún lèn, giải lớp base nền đường, chỉ đạo thi công 3K4 kíp bảo đảm chất lượng. Tối cùng ngày, Thủ tướng đi thị sát công trường dự án đường cao tốc nối cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ với cao tốc Nội Bài Lào Cai trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, thăm hỏi, tặng quà động viên đội ngũ cán bộ công nhân đang thi công. Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị tranh thủ thời tiết đang thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công 3K4 kíp bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí, kéo dài thời gian thi công, đội vốn công trình, sớm đưa tuyến cao tốc này vào vận hành. Tại Hà Tĩnh, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến thương mại vào Hà Tĩnh. Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao quyết định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Theo quy hoạch, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn cao nhất cả nước. Đến năm 2050, Hà Tĩnh là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện bền vững, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai trong cả nước được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội. Khẳng định đây là cú hích có sức lan tỏa về tư duy phát triển, tầm nhìn và thu hút đầu tư, không chỉ cho riêng Hà Tĩnh mà còn cho cả các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Trung Bộ.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Tĩnh đẩy mạnh đột phá với 4 ngành trọng điểm, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế và 1 trung tâm động lực tăng trưởng. Khẩn trương triển khai các mục tiêu nhiệm vụ trong quy hoạch đã được phê duyệt, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nhận diện và khắc phục một bộ phận công chức né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Nhân dịp này, tỉnh Hà Tĩnh đã trao chứng nhận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác cho một số doanh nghiệp. Hôm nay, 28 tháng 5, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào đã đồng chủ trì khóa học song phương lần thứ hai. Tại khóa họp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào đã điểm lại những kết quả hợp tác trong triển khai hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và điện toán đám mây và đề xuất trao đổi nội dung thúc đẩy hợp tác có thể triển khai trong thời gian tới. Những nội dung thảo luận tại khóa họp song phương và tại đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm trong thời gian đoàn làm việc tại Việt Nam sẽ được hai bên tích cực phối hợp triển khai trong thời gian tới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và lâu đời giữa hai đất nước Việt Nam và Lào. Bộ Y tế vừa phát thông báo chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc đợt 1 của năm 2023 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi 11 tháng. Chiến dịch bổ sung vitamin A viên nang liều cao được tổ chức toàn quốc, trong đó 22 tỉnh miền núi khó khăn, mỗi trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi 11 tháng được uống một liều vitamin A, trẻ từ 2 tuổi đến 4 tuổi 11 tháng được tẩy giun định kỳ. Tại 41 tỉnh thành còn lại, trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi 11 tháng được uống một liều vitamin A. Hàng năm, chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao tiếp cận hơn 6 triệu trẻ em trong độ tuổi, mỗi năm có 2 đợt, tháng 6 và tháng 12. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết là sơ bộ đến nay thì số hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn được duyệt là khoảng 30.000 hồ sơ. Con số này thì tăng gần 20% so với cùng kỳ của năm 2022. Đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết là lượng hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp qua cổng dịch vụ công tăng trong thời gian qua. Hiện tượng gia tăng hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cũng phản ánh một phần suy giảm kinh tế, khủng hoảng và nhiều doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp lớn. Từ đầu năm đến nay thì nhiều tỉnh, thành phố có hiện tượng giãn việc, nghỉ việc, trong đó có Thanh Hóa, Bình Dương, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm nay 28 tháng 5, thành phố Hải Phòng đã khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc khu đô thị, dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương. Khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ có tổng diện tích 3,2 ha với quy mô 10 tòa chung cư cao 15 tầng. Khi dự án hoàn thiện sẽ cung cấp 2.538 căn hộ có diện tích từ 26 đến 68 mét vuông, phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như khả năng thu nhập và chi trả của người lao động trong các khu công nghiệp. Trong khu vực còn có không gian sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích phức hợp liên khu phục vụ nhu cầu của cư dân như trung tâm thương mại, shop house, công viên cây xanh, sân chơi thể thao, trường học liên cấp, nhà trẻ. Riêng khu công nghiệp Tràng Duệ hiện nay có 113 nhà đầu tư trong và ngoài nước đang hoạt động và là nơi làm việc của trên 50.000 người lao động, do vậy nhu cầu về nhà ở công nhân là rất lớn. Nhằm lắng nghe và giải đáp kịp thời ý kiến của người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cấp công đoàn đã tổ chức chương trình đối thoại với doanh nghiệp và người lao động. Tại đây thì nhiều ý kiến về dự thảo luật bảo hiểm xã hội như điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu của công nhân cũng đã được ghi nhận. Tại chương trình đối thoại tháng 5 với chủ đề Bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp và người lao động được khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, nhiều ý kiến cho rằng về điều kiện hưởng hưu, mức lương hưu còn thấp, chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu hiện nay. Thứ nhất là mình đừng có quy định mà cái tuổi nghỉ hưu, mà mình hãy quy định cái tuổi bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội. Còn cái thời gian nghỉ hưu bao lâu, như thế nào thì sẽ do người lao động người ta quyết định, tùy vào sức khỏe của người ta, tùy vào hoàn cảnh của người ta. Thí dụ như mình đóng 30 năm thì mình sẽ cho người ta lãnh 15 năm, 20 năm, lãnh 10 năm. Xác định cái lương tối thiểu vùng, làm sao để cái lương nó phải đảm bảo được cái điều kiện sống tối thiểu theo quy định. Thì như vậy là mức sống sẽ mức đóng sẽ cao, mức đóng cao thì cái hưởng lương hưu cao thì mới đảm bảo được an sinh. Cái người lao động khi họ về họ mới an tâm được khoản lương hưu. Thì tôi nghĩ rằng khi đó thì cái người lao động họ sẽ không rút bảo hiểm một lần. Đại diện công đoàn nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong khi tuổi nghỉ hưu lại tăng là không phù hợp. Việc người lao động phải chờ quá lâu để được hưởng lương hưu sẽ càng khiến họ dễ dàng rời bỏ hệ thống. Người lao động cảm nhận được là mình bị thức ép kép từ nhà nước, nên họ tìm cách rút hoàn toàn một lần là chuyện đương nhiên.
tới tuổi 45, 47 thì tất cả doanh nghiệp ngoài nhà nước đều muốn cho họ nghỉ việc. Lực lượng này bị thải khỏi doanh nghiệp thì ai thuê họ làm việc đóng tiếp bảo hiểm xã hội cho tới tuổi nghỉ hưu? Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2023, số chi giải quyết bảo hiểm xã hội một lần đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2022. Điều đó cho thấy người lao động vẫn chưa thực sự an tâm với hệ thống an sinh này. Bởi vậy, luật bảo hiểm xã hội cần có những điều chỉnh hợp lý để trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động khi về già. Để chuẩn bị cho việc đưa sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 vào giảng dạy từ năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà xuất bản có sách được địa phương lựa chọn đã triển khai tập huấn cho các báo cáo viên về bộ sách cánh diều. Việc tập huấn sử dụng sách giáo khoa được xác định là khâu then chốt để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông của năm 2018. Rút kinh nghiệm từ những năm học trước như năm thứ 3 triển khai sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, công tác tổ chức tập huấn chưa thực sự tốt so với 2 năm đầu tiên, nên năm học tới việc bố trí giáo viên dạy thế nào, tính giờ cho giáo viên ra sao là vấn đề các thầy cô quan tâm. Đợt tập huấn lần này các thầy cô thống nhất 3 vấn đề. Một là thống nhất về nội dung của tài liệu, hai là quan tâm đến đội ngũ báo cáo viên, ba là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Do có dịch bệnh làm tràn, lớp 2, lớp 3 là gần như là trực tuyến hết. Và lớp 4 năm nay là tập huấn trực tiếp. Và vì tập huấn trực tiếp cho nên thời gian nó sẽ dài hơn, kỹ hơn. Cái điểm thứ hai đấy là năm nay thì Bộ trực tiếp đứng ra chỉ đạo, giám sát tập huấn của tất cả các nhà xuất bản, các bộ sách. Cách làm hiện nay thì cũng có nhiều cách làm mới. Đó là thông qua trực tuyến và có thể kết nối với tất cả các tỉnh bạn. Để từ đó tất cả các giáo viên đều có thể nghe. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe một chiều thì cái tính chất tập huấn nó chưa thật là đặt ra yêu cầu, cho nên có đội ngũ giáo viên cốt cán sẽ tổ chức hướng dẫn tập chức thực hành ở tại các nhà trường. Trên vừa kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, chúng ta phải nhấn mạnh cái chất lượng của tập huấn là rất quan trọng và nhận thức của giáo viên là quyết định thành công của cái chương trình đổi mới này, cho nên chúng tôi cũng đang làm rất là chặt chẽ với tập huấn. Sau tập huấn, bồi dưỡng sẽ xây dựng bài tập câu hỏi kiểm tra sau bồi dưỡng để các sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Thời gian tới, các đơn vị liên kết sẽ phối hợp chặt chẽ với đội ngũ báo cáo viên, các sở giáo dục và đào tạo nhằm hoàn thiện tài liệu, xếp thời khóa biểu và triển khai tập huấn giáo viên trên tinh thần quán triệt, vận dụng các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Kính thưa quý vị, số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thì tính đến ngày 20 tháng 5, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 10,86 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì vốn đăng ký mới đạt 5,26 tỷ đô la Mỹ, vốn điều chỉnh đạt 2,28 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần đạt gần 3,32 tỷ đô la Mỹ. Tính tổng trong 5 tháng thì Việt Nam thu hút 962 dự án FDI mới. Như vậy, sau 5 tháng thì tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể. Những ngày qua, nắng nóng trên cả nước thì khiến cho trạm biến áp và đường dây vận hành bị đầy và quá tải, khiến nguy cơ sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều này cũng khiến áp lực trong bảo đảm vận hành hệ thống truyền tải điện gia tăng. Ngay từ khi bước vào đầu mùa nóng, một đội ứng trực tại chỗ 24 trên 24 giờ đã được cử đến điểm nút Nghi Sơn. Đây là vị trí giữ vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện không chỉ cho tỉnh Thanh Hóa, vùng phụ cận, khu kinh tế Nghi Sơn, mà còn cả các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cái hệ thống của cái nhiệt điện phát lên này, vừa là truyền tải trên đường dây này, thì đến cái điểm Nghi Sơn nó như là một điểm nghẽn thắt cổ chai. Thì do cái tính chất quan trọng như vậy, thì nếu như mà để xảy ra sự cố ở trên bất kể cái đường dây nào thì như vậy, một là nhà máy sẽ ngừng cung cấp điện, hai là trong hệ thống điện thì sẽ có những cái sự cố giả lưới hết sức là nguy hiểm. Tại các trạm biến áp, khi nhiệt độ môi trường tăng cao, công tác kiểm tra được tăng cường để kịp thời xử lý. Việc áp dụng đúng thời điểm làm mát cưỡng bức bằng hệ thống bơm tuần hoàn có thể làm giảm nhiệt độ của máy từ 7 đến 10 độ C, bảo đảm cho máy hoạt động ổn định và liên tục trong những thời điểm nắng nóng cực đoan. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các thiết bị, loại đánh giá loại trừ các cái yếu tố rủi ro mà có cái nguy cơ gây sự cố,
Cùng với đó là phối hợp diễn tập phòng sự cố cho nhân viên vận hành để đảm bảo là sẵn sàng ứng phó đối với các tình huống có thể xảy ra. Với các đường dây dự kiến mang tải cao, đơn vị phải tăng cường kiểm tra hành lang tuyến, độ võng dây dẫn, đặc biệt là các khoảng cột có khoảng cách pha đất thấp, giao chéo, cây cao trong hành lang dưới dây dẫn. Bình thường ra thì chỉ thì kiểm tra bình thường các hạng mục theo phiếu công tác, theo phiếu kiểm tra. Nhưng mà ngoài ra những cái ngày mà giả dụ như quá tải, những ngày mà nắng nóng, thời tiết cực đoan, có chuyên đề riêng, thì kiểm tra nhiều khi là nó kỹ hơn ngày bình thường. Tình hình nắng nóng căng thẳng diện rộng trên cả nước. Để bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải, các công tác cắt điện để xử lý ngăn ngừa các điểm phát nhiệt tại các đường dây, trạm biến áp, sửa chữa bảo dưỡng sẵn sàng cho các đợt nắng nóng tiếp theo, đang được các đơn vị truyền tải quyết liệt triển khai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, qua việc triển khai hoạt động bóc gỡ, xóa quảng cáo trái phép, thì công an thành phố đã xử lý nhiều đối tượng có hành vi cho vay tín dụng đen. Qua gần một tháng triển khai thực hiện việc gỡ xóa các quảng cáo trái phép, khôi phục mỹ quan đô thị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn. Tiếp đó khởi tố 3 vụ, 17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến tín dụng đen, xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật. Gần đây nhất, ngày 26 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can thuộc 3 công ty về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra xác định các công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng, qua đó thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng. Công an thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước.